ទូអិលជីដែលមានសេរីឆ្នាំ2023គឺអាចធ្វើការបញ្ជាដោយប្រើជាសម្លេងភាសាខ្មែរបាននៅក្នុងកម្មវិធី YouTube ចងបានប្រព័ន្ធ២តើលោកអ្នកទាំងអស់ថាតើទូអិលជីគឺអាចបញ្ជាសម្លេងដោយប្រើជាភាសាខ្មែរបានបាទសូមសរសើរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយជំរុញខ្ញុំបានម្ដងទៀតដែរដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាសម្រាប់ទូអិលជីដែលមានសេរីឆ្នាំ2023គឺអាចធ្វើការបញ្ជាដោយប្រើជាសម្លេងភាសាខ្មែរបាននៅក្
ផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីភ្ជាប់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផងដែរ ក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ទទួលដែលនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺមានម៉ូដែលហ្វាសប្រាំ YouTube អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកម្មវិធី chẳng làm bây ở đơn tha vì đồng nạc ca hồi nới thôi thì anh sạm chia sẻ trong ban propon pi. Ok, chẳng khinh tha vì ban đồng nạc ca rồi ấy hãy nhầm sẵn kết khinh tha vì được hát hai nâng nghi xuống mình tên chẳng sẵn khâm thân nhạc tặng ngọt nếu mình to bị ban tu sẵn nạc ca bằng hai rồi bọc nhóm ấy nâng xạ lập bóng cho pra pra cả đôi chìa tụi tôi dốc bọc vì sao thấm ấy cho mỗi nâng cụ quốc rồi bọc ơ chi tặng ngọt nìa chỉ trong crowd bờ sân bờ nẹt ngọc nia gặp ông tại vừa ca swing rock nơi tụi tôi là bờ LG cái đôi chia crew opaco prapra sen tiết cái vừa ca swing rock ban là tam bản đa hang cầm nơi bờ LG brand shop tiền off tụi tiền tập tề nàng ở con sầm đạp ca tụi sầm đạp video mới ní chúc chúc mừng trong ba mà đầu tiết nơi video mới tỏ bye.